Hello em, Toàn xin chào tất cả mọi người nhá. Mọi người hôm nay em Toàn có em Bình siêu hot đấy mọi người. Đấy, hôm nay em Toàn có một em Bình của Sachima. Tuổi đời khá là sâu rồi. Em Bình này vẽ vàng rất là nhiều luôn, rất là đẹp. Em quay cho các bác xem đây này. Thôi em trước tiên là em đo kích thước đã. Kích thước xong em sẽ cho các bác xem họa tiết sau. Đây, em đặt cái này lên để em đo cho nó chính xác chiều cao. Chứ không người các bác không. Chiều cao của em này là 63 mọi người nhá. Chiều cao 63. Bụng 109 mọi người ạ. Chiều cao 63, bụng 109 nhá. Em đo miệng nó xem nào. Miệng nó 19 mọi người ạ. Miệng 19. Đấy, đây. Miệng 19 rất là ok. Em giới thiệu các bác đây này. Mời tất cả các bác xem lại họa tiết của nó. Đấy, đây các bác này có đây có một đây là bức tranh chính của chiếc bình này này, có hai bức tranh lớn. Đây là bức tranh này là vẽ họa tiết Phật, đây là dưới này là có con hổ này. Đấy, rất là đẹp luôn. Đây có một cái hồ lô, đằng sau có sông núi, rất là đẹp. Đặc biệt ở chiếc bình này mọi người nhé. Đây mọi người xem này, chỗ này là vẽ vàng vàng này, toàn bộ những áo này, mũ này vẽ bằng vàng hết. Đây là như chỗ này là vẽ nổi khối hết lên này mọi người nhá. Rất là đẹp luôn. Em Bình này em thấy là quá là tuyệt vời luôn. Vẽ vàng rất là nhiều. Đây mọi người, mời tất cả mọi người xem. Những cái đường này toàn bộ vẽ bằng vàng hết. Rất là đẹp luôn. Vẽ nổi khối lên nhá. Sờ nổi khối hết lên. Những cái chỗ này là cũng nổi hết lên này. Đây, bức tranh này nữa mọi người. Đây, bức này là người ta gọi là cưỡi mây về gió này. Đấy, một vị thần cưỡi trên đi trên một chiếc ô sóng biển đây mọi người. Đấy, các mọi người xem mà cái mái tóc của người ta vẽ này đang đi trên biển, gió nó thổi này. Đấy, bay theo chiều gió luôn mọi người xem. Ô rồi, toàn bộ vẽ bằng vàng luôn, rất là đẹp. Em thấy là em Bình này là khá là đẹp luôn, hàng của Sachima nhé mọi người nhé. Đây em cho các bác xem. Đây các bác thấy chưa, cái ô này vẽ toàn bộ bằng vàng luôn, rất là đẹp luôn. Đây, mặt họa tiết đây. Men men dạn nhá, tình trạng lành tít nhá mọi người nhá. Đây bức này đây. Đấy, các bác xem cái họa tiết này. Chỗ này là chấm bi nổi hết lên này. Cái chấm này nó rất là to nhá, chấm này nó to bằng đầu chân hương nhá mọi người nhá. Đây mọi người xem đáy cái bình này. Cái bình này nó to, nó nặng. Đây. Ở cái viền dưới cùng này, mọi người thấy chưa? Vẽ bằng vàng luôn. Toàn bộ phủ vàng kín luôn, rất là đẹp. Đây, em Bình này vẽ bằng vàng rất là nhiều luôn các bác. Hàng quá là ok luôn, em thấy hàng này em rất là ưng luôn. Đây, mời các bác xem cái chôn của nó. Cái chôn này thì khá là lâu rồi bạn. Đây mọi người. Đấy, rất là ok luôn. Em này là em này nó không có chuyện nhé mọi người nhá. Vì là cái hàng quá là sâu tuổi rồi, nó không có chuyện. Đấy, nó rất là nặng, em bê đây mời các bác xem này. Đấy, chỗ này này, toàn bộ nó vẽ bằng vàng này. Đấy, vẽ bằng vàng nổi khối hết lên này, nó thành một những cái rãnh luôn. Đây là nó cũng là vẽ vàng luôn. Họa tiết này vẽ vàng, đây trên miệng nó đây. Mời tất cả các bác xem miệng của nó. Đấy, vẽ bằng vàng rất là đẹp luôn. Đây, men men dạn. Vẫn còn rất là ok luôn. Ở trên miệng này nó có một đôi chút chảy xước, nhưng mà nó cũng không vấn đề gì cả. Vì là nó tuổi đời nó sâu ấy, nó nhiều khi là có những cái vết chảy xước do khi người ta sử dụng bê đi bê lại hay là lau chùi, có một chút, nhưng mà cũng không thể tránh được các bác ạ. Một em Bình Sachima size này thì để mà kiếm được mà nó nguyên vẹn mà nó không bị chảy xước rất là khó các bạn. Nhưng những cái lỗi đấy thì em mới là chấp nhận được. Đây mời các bác xem lại
bức tranh này thấy ok chưa? Em xin phép là em tháo máy quay ra, em phải quay sát lại cho các bác xem, vì em thấy cái bình này em thấy rất là ok luôn. Hàng của sát sát Chư Ma rất là sâu tuổi rồi. Tuy nó không có chuyện đâu nhưng mà các bác cứ yên tâm, em toàn lấy hàng là chuẩn sát Chư Ma, nếu mà có vấn đề gì các bác cứ liên hệ với em hoàn toàn em chịu trách nhiệm về hàng của em. Nên là các bác lấy hàng của em cứ yên tâm đi, em lấy hàng ở các cửa hàng ra thì là các bác cứ yên tâm. Chuẩn 100% luôn. Đây mời các bác xem này. Toàn bộ đây nó vẽ vàng này, những cái chỗ xanh xanh này cũng vẽ nổi khối hết lên nhá. Đấy các bác thấy chưa? Một em bình vẽ vàng nhiều như này thì không nghĩ gì mà các bác không nhắn tin cho em chốt hàng. Em toàn sẽ gửi về cho các bác trong vòng 14 ngày. Đây. Mời các bác xem này, cái bức này thế, toàn bộ vẽ bằng vàng đẹp chưa các bác? Quá là tuyệt vời luôn. Đấy. Đấy. Rất là đẹp luôn. Đấy, mời các bác xem. Thấy nhớ em người con hổ này. À, đầu thì là em nó là một vị thần gì đó, nó là ở trong ngũ quái mọi người. Đấy, rất là đẹp luôn. Đây, có hồ lô này cũng là vẽ ông vàng này các bác này. Rất là đẹp luôn. Đây, em xin phép em quay lên trên này một chút. Đây, mời các bác xem lên này. Toàn bộ đây là vẽ nổi khối hết lên nhá. Đây. Một em bình này vẽ vàng nhiều như này không lý gì mà các bác không sưu tầm về nữa các bác ạ. Bình quá là chất luôn. Đây vẽ vàng nổi khối hết lên luôn, đẹp. Em phải nói là cái bình này em thấy rất là ưng ý luôn. Đây, như này nó hơi khó nhìn một chút, em nghiêng cho các bác xem. Đấy các bác thấy chưa, nó vẽ vàng đẹp chưa, quá là ok luôn. Thôi em toàn xin phép kết thúc video đây mọi người. Mọi người xem video của em mà thấy hay thì mọi người cho em một like và đừng quên ấn đăng ký để và nhấn chuông để nhận các thông báo về video tiếp theo về gốm xứ Nhật Bản. Thôi em toàn xin chào tất cả mọi người. Một lần nữa thì cho em toàn xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người và một lời cảm ơn chân thành nhất đã đến mọi người đã xem video của em. Em toàn xin chào mọi người.